Vâng, xin chào tất cả quý vị khán thính giả trên kênh Thám Tử Ẩn Danh Hay. Trước hết có lẽ xin mời quý vị khán thính giả cùng chú ý theo dõi cái buổi chia sẻ của chúng tôi. Nhân ngày hôm qua là ngày 11 tháng 7, là cái ngày mà cả thế giới đã phải ngưỡng mộ nghiêng mình tiễn biệt ông Shinzo Abe, là cố thủ tướng Nhật Bản, về cõi vĩnh hằng vì một cái ra đi không mong muốn. Và Việt Nam chúng ta cũng không là ngoại lệ, tất cả các cái tổ chức chính trị xã hội trong nước cũng như nước ngoài, và kể cả các đại sứ quán nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam cũng đã đến đại sứ quán Nhật Bản tại số 27 Liễu Giai, thủ đô Hà Nội, để tiễn biệt, để ký sổ tang và gửi ông những cái bông hoa và đưa ông đi về cõi vĩnh hằng. Và điều này cho chúng ta thấy là cái sự ngưỡng mộ một con người tuyệt vời, một cố thủ tướng cũng rất là tuyệt vời, không những là có cái ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của Nhật Bản, mà còn ảnh hưởng vô cùng lớn đến những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Và thông qua cái buổi lễ viếng ký sổ tang này thì trên màn hình các quý vị khán giả đang nhìn thấy hình ảnh của tổ công tác đặc biệt của chúng tôi đấy ạ. Vâng, ngày hôm qua thì đúng là rất là vinh hạnh chúng tôi, mặc dù rất là nhiều người ở mọi miền đất nước, nào là Hải Dương, rồi là Quảng Ninh, rồi là Hà Nội, các nơi đều tụ tập, có mặt. Vâng, trên hình ảnh thì có Alibaba, rồi có sự xuất hiện của Thám Tử Ẩn Danh Hai, của chị Ngọc Dung, của anh Bùi Khang và một số các thành viên tích cực nữa đều có mặt, bớt chút thời gian của mình để đến trước hết là ký sổ tang, thứ hai nữa là gặp gỡ. Và buổi hôm qua may mắn hơn là chúng tôi đi vào cái giờ vàng, lại gặp được rất là nhiều các cái đoàn của chính phủ, gặp gỡ được cả như thế là đoàn của chủ tịch nước, rồi là đoàn của thủ tướng chính phủ, rồi đoàn của chủ tịch quốc hội. Nhưng có lẽ là vì an ninh cho nên chúng tôi cũng không được gần gũi, nhưng đứng từ xa quan sát thì thấy rằng cái sự quan tâm ngưỡng mộ của nhân dân cả nước cũng như là các cái tổ chức chính trị xã hội của cả nước rất là nhiệt tình, và đồng thời là cũng tỏ lòng tiếc thương với một cái tinh thần rất là ngưỡng mộ. Vâng, và thông qua cái việc mà ông Shinzo Abe ra đi thì nó liên quan đến rất là nhiều vấn đề, vừa là chính trị, xã hội, khu vực cũng như là của châu Á nói riêng và của thế giới nói chung. Có lẽ là qua cái buổi này chúng ta rất là nhiều cảm xúc và chúng ta cũng rất là nhiều vấn đề. Và xin giới thiệu quý vị khán giả hôm nay có cái buổi đàm đạo là tôi xin trân trọng được giới thiệu, có sự có mặt trước hết là xin mời quý vị khán giả là chào đến anh luật sư Hoàng, anh luật sư Bùi Văn Khang ạ. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, xin chào. Vâng, và rất là trân trọng hân hạnh được giới thiệu có sự có mặt của anh giảng viên Hoàng Anh Khiêm, là giảng viên Đại học Đồng Nai, lâu nay anh cũng đã lên sóng. Vâng, xin mời quý vị. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng. Và tiếp nữa là xin giới thiệu có sự có mặt của chị Ngọc Dung, chị là kênh Tiếng Nói Lòng Dân và cũng là tổ trưởng tổ công tác đặc biệt. Vâng. Và buổi đàm đạo hôm nay có lẽ là hơi nhiều chủ đề đang rất là nóng muốn lan tỏa cùng quý vị khán giả. Ngoài cái việc là cái buổi mà chúng tôi có mặt ký sổ tang và những cảm xúc đối với ông Shinzo Abe, và sau đó chúng tôi quay trở về nhà bác Thảo cũng đàm đạo xin ý kiến của bác, và cũng rất là nhiều câu chuyện mà chúng ta cũng đáng quan tâm. Và trong câu chuyện ấy thì đồng chí tư lệnh của chúng ta cũng chia sẻ về cái việc mà cái quy định 69 là nói về những cái điều rất là quan trọng, đó là bám sát vào tình hình thực tế, những cái diễn biến mà các đồng chí của chúng ta đang chống tham nhũng tiêu cực, nhưng có rất nhiều đồng chí dính thì cái thay đổi cái quy định 69 ra đời để nó phù hợp với những cái diễn biến của tình hình mới. Và trong đó nói liên quan nhiều nhất đến vấn đề là quyền sử dụng đất và khai man tuổi, khai man lý lịch. Và những cái này có dính đến ông Nguyễn Hòa Bình hay không? Và những cái sổ đỏ cấp ở quận Hoàng Mai mà ông Trần Văn Nam đã ký có đúng hay không? Nếu mà đúng thì cái đó quy định 69 sẽ là bài học như thế nào? Và có phải ngay và luôn ông Nguyễn Hòa Bình phải làm bản kiểm điểm để nhận cái lỗi này theo quy định của 69 hay không? Vâng, đó là những cái thông tin của buổi này. Vâng, và trước hết có lẽ là xin mời cái cảm xúc của anh Bùi Văn Khang khi anh có mặt ngày hôm qua để đến Đại sứ quán Nhật Bản. Anh trước hết là ký cái sổ tang đối với ông, sau đó nữa là tỏ cái lòng ngưỡng mộ
tiếc thương đối với ông và đại diện cho tổ công tác đặc biệt. Anh có cảm giác như thế nào khi đến thì được rất là nhiều báo chí, báo Việt Nam Net, báo Lao Động cũng đã phỏng vấn và anh cũng đã chia sẻ. Vâng, xin mời anh ạ. Vâng, tôi tiếng có nghe được không anh ơi? Vâng, nghe được rồi anh ạ. Vâng, xin mời anh ạ. Tôi Bùi Văn Khang xin tổng chào đến cộng đồng mạng trong nước như là ngoài nước và các cựu chiến binh thân yêu của tôi, những người yêu nền tư pháp nước nhà, đấu tranh cho nền tư pháp nước nhà, và đặc biệt là cái tổ các đặc biệt cùng các người tư người ra, và đặc biệt là tôi cũng gửi lời đến tổng tư lệnh, thì tôi biết rằng là các buổi phát thanh của chúng tôi thì đều được tổng tư lệnh theo dõi rất là rõ, và đồng thời nữa là chúng tôi còn được biết là những cái buổi phát thanh của chúng tôi ngay buổi trưa hôm qua ở nhà Bắc Thảo thì cũng đã được gửi đến cả thế giới, gửi đến cả các bác có trách nhiệm cùng lãnh đạo của nước. Và chính tôi nhìn thấy rằng là tổng tư lệnh thì đã có phản hồi trở lại, đã xem thấy là một tín hiệu rất mừng của tổ công tác đặc biệt ta được sự quan tâm, và đồng thời là rất là tôn trọng tất cả những cái ý kiến của nhân dân. Alo. Vâng, anh tiếp tục đi ạ. Vâng. Thế thì đấy là một cái điều mà chúng tôi rất là tin tưởng, và cái ngày hôm qua của tôi là có kể lại cho tôi thì tôi là rất nhiều cái cảm xúc. Cái thứ nhất là tôi cũng không ngờ rằng là các em phóng viên trẻ, các báo tội đã nhớ được có phải 6-7 hay là mấy nhé. Tôi thấy nhiều người tục rồi là ghi âm rồi là tối hôm qua có cái phát hình một chút, thì mình thấy là đấy là một cái điểm mừng, bởi vì đến với nhau và đến với lại những cái nghĩa tử là nghĩa tận như thế, cái người Việt Nam là rất là trân trọng, và đồng thời nữa là cũng có tiếng nói chung, có những cái giao lưu chung, và đồng thời cũng như là chuyên là cái kênh tiếng nói lòng dân ấy. Thì một cái với lại anh Khang ơi, anh có thể là nói to hơn một chút nữa không ạ? Vâng, đây là quý vị khán thính giả mong đang nghe trực tiếp vào anh Khang nói to hơn một chút. Vâng, như thế nào, to được chưa? Xin hỏi bạn Điệp Võ là như thế đã nghe được chưa? Vâng, bạn trả lời và cho chúng tôi điều chỉnh ngay ạ. Vâng, cảm ơn bạn ạ. Vâng, thế thì công việc đi một buổi ấy, thì nó có rất nhiều vấn đề để lại. Vâng, cảm ơn anh Tuấn, thế là được rồi ạ. Vâng, anh Khang tiếp tục đi ạ. Vâng, cảm ơn các bạn. Vâng. Cái cảm giác đầu tiên của tôi là đúng như cái truyền thống của cái nhân dân Việt Nam, đó là nghĩa tử là nghĩa tận. Dù là ở đâu, nhưng chúng ta vẫn thực hiện được nghĩa tử là nghĩa tận với những người bạn mà họ đã quan tâm đến nhân dân Việt Nam, họ đã có cùng phối hợp với nhân dân Việt Nam, và đồng thời đã có rất nhiều cái chuyện như là bác Khiêm là bác ấy rất là giỏi, và đồng thời là từng dạy rất nhiều các trường đại học về môn lịch sử rồi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ nói được nhiều điều hơn nữa đối với giữa quan hệ giữa tướng Bạch với lại các nhà lãnh đạo nhân dân Việt Nam. Vâng, có lẽ đó là một trong những cái lý do mà chúng ta rất là muốn sự có mặt của anh giảng viên Hoàng Anh Khiêm, bởi vì cái sự ra đi của ông Shinzo Abe nó vô cùng đột ngột, vô cùng đột xuất và không ai mong muốn. Nhưng có cái điều nó sẽ làm thay đổi cục diện của hòa bình, trật tự thế giới cũng như là ổn định kinh tế chính trị ở trong nước Nhật Bản cũng như là của các cái nước ASEAN nói chung, của châu Á nói chung, nói riêng và của cả thế giới nữa. Và nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái nền hòa bình của khu vực châu Á Thái Bình Dương, ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của Việt Nam đang có cái chỗ dựa rất lớn vào Nhật Bản, chỗ dựa rất lớn vào cái niềm tin và tinh thần của ông Shinzo Abe, và Việt Nam cũng đáng học tập ở ông Shinzo Abe ở rất là nhiều điểm.
Vậy thì kế cảm giác như thế nào khi ông Shinzo Abe ra đi trong cái thời khắc không mong muốn này, và Việt Nam đang có cái thế mạnh rất là mạnh khi đi bên cạnh ông Shinzo Abe. Vậy thì cái quan điểm đánh giá của một nhà nghiên cứu khoa học, một nhà nghiên cứu lịch sử nhiều năm công tác ở trên giảng đường đại học như của anh Hoàng Anh Khiêm, anh có thể chia sẻ quan điểm của riêng mình để quý vị khán giả chúng ta cùng có thể là nắm bắt rõ được hơn ạ. Vâng, xin mời anh giảng viên Hoàng Anh Khiêm ạ. Vâng, tôi xin bắt đầu bằng cái việc mà cái chính kiến của ông Shinzo Abe về vấn đề chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine. Thì khoảng tháng 5 năm 2022 đấy, thì ông đã dành cho tạp chí Economist một cuộc phỏng vấn. Thì ông Abe đã từng gặp Tổng thống Nga Putin 27 lần. Con số không nhỏ đâu ạ. Thế thì phóng viên nó mới hỏi là thưa ngài Abe, ngài có lời khuyên gì để đối phó với Putin? Thì ông Abe trả lời rất là đơn giản. Tôi không nghĩ rằng là có nhiều lựa chọn còn lại trong tình huống này. Có nhiều cách để mà phân tích tính cách của Putin. Nhưng tôi nghĩ ông ấy là một người là ham quyền lực và tự tin. Đồng thời là một người theo đuổi chủ nghĩa hiện thực. Ông ấy không phải là kiểu người theo đuổi lý tưởng hay hy sinh vì tư tưởng. Thế tuy nhiên là đối với nhận định này của ông Putin đấy, của ông Abe đấy, thì tôi nghĩ rằng là cuộc chiến tranh Nga Ukraine đấy, nó là cuộc chiến tranh hậu chiến tranh lạnh. Vâng. Tức là vẫn là tiếp nối chiến tranh ý thức hệ, hay là dựa vào ý thức hệ để mà tiến hành chiến tranh xâm lược. Bởi vì trước cuộc chiến tranh này đấy, thì Ukraine có thể là tránh được cái chiến tranh nếu Tổng thống Zelensky đấy có thể hứa rằng đất nước của ông sẽ không tham gia NATO hoặc là trao quyền chính trị ở quyền tự trị đấy ở mức độ cao cho hai vùng phía đông của Ukraine, tức là Donbass và cái đang tranh chấp đấy. Thì tôi nghĩ rằng là cái điều này là rất khó thực hiện. Mỹ thì có thể làm được và Mỹ có thể giúp. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng là Tổng thống Zelensky đã kiên quyết từ chối. Và ông đã là không yêu cầu tham gia vào NATO một cách quyết liệt như trước đây nữa. Mà Nga thì chúng ta biết rằng là cũng đã 4 lần bị từ chối tham gia NATO, tức là khối xâm lược Bắc Đại Tây Dương đấy, hình thành sau cái đại chiến lần thứ hai và bắt đầu chiến tranh lạnh. Thì ông Abe đấy cho rằng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, thì con đường duy nhất hiện nay đấy là phải sát cánh với Ukraine để phản đối lại sự xâm lược của bành trướng của Nga. Và đây là cách bảo vệ cái trật tự quốc tế mà chúng ta tạo ra từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Thì Ukraine có liên quan gì đến vấn đề Đài Loan, vấn đề Việt Nam, Biển Đông và cả cái trật tự quốc tế thế giới? Thì ông Abe cho rằng là Đài Loan đã gặp khẩn cấp và đã đề xuất sự giúp đỡ của Nhật Bản. Và ông Abe cho rằng là đây cũng là tình huống khẩn cấp cho Nhật. Bởi vì Nhật Bản chỉ cách Đài Loan chỉ có 100 km thôi. Trong trường hợp mà Trung Quốc tấn công vào Đài Loan ấy, thì Trung Quốc sẽ phải tiến vào không phận của Nhật Bản để đảm bảo cái ưu thế trên không.
và đó là sự nguy cấp. Bởi vì theo luật hòa bình và an ninh ấy, thì Nhật Bản ấy sẽ hỗ trợ hậu cần cho quân đội Mỹ. Nhiều người Nhật đã tham gia các hoạt động kinh doanh tại Đài Loan. Và chúng ta biết rằng là Nhật sẽ sát cánh cùng với Đài Loan để chống lại cái sự xâm lược của Trung Quốc. Giống như là Putin xâm lược quốc gia Ukraine. Và khi nói về Hoa Kỳ đấy, thì ông Abe có bình luận thế này: Mỹ thì có thể duy trì cái sự hiện diện của mình ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và thực hiện cái chiến lược triển khai chủ động vì Nhật Bản. Và Nhật Bản đấy muốn là căn cứ quân sự và là đồn trú cho hàng không mẫu hạm của Mỹ từ 70 năm nay. Thế còn nói về cái mối nguy của Trung Quốc, cái đại hòa của thế giới, nếu mà Nga xâm chiếm Ukraine thành công, bây giờ mới chỉ ở thành đại phía đông thôi, mà tương lai Ukraine thế nào đấy, nó liên quan đến cái việc mà Trung Quốc sẽ bành trướng, nó cứ chật chật đánh Thái Lan, đánh Việt Nam như thế nào, chứ nó cứ chật chật, đây là cái điều chắc chắn. Anh nghe hết chưa? Hết nghe chật chật chưa? Chưa. À vâng. Không biết là chỗ anh Trung kia. Quốc là sẽ tiếp tục mở rộng sức mạnh quân sự. Và Nhật Bản thì không thể cân bằng sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Cho nên Nhật Bản sẽ hợp tác với Mỹ để đạt được sự cân bằng. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái bài học của Ukraine, bài học của Sri Lanka, bài học của Myanmar, rồi bài học về cái quan hệ chính trị ngoại giao sau đại chiến thế giới II, chiến tranh này và chiến tranh thế giới Việt Nam chúng ta hiện nay vừa qua, tất nhiên là nó cũng đã qua là bốn mấy năm rồi. Cho nên đấy, liên minh Mỹ Nhật, liên minh Mỹ Việt Nam rất quan trọng để nó duy trì ảnh hưởng của trật tự thế giới với khu vực châu Á Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Tôi nghĩ rằng là tuần dương hạm hay là cái hàng không mẫu hạm của Mỹ đấy có mặt ở Cam Ranh, có mặt ở Biển Đông sẽ ngăn chặn được cái sự bành trướng vi phạm cái công ước quốc tế về luật biển 1982. Có lẽ là chỉ bắn tắt một số nét như vậy thôi. Dạ vâng, rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh giảng viên Hoàng Anh Khiêm, cũng cho chúng ta thấy rõ nét một sự ra đi của một nhà lãnh đạo tài tình ở khu vực cũng đã làm thế giới chao đảo và thế giới thay đổi. Trong đó Việt Nam chúng ta cũng có những cái đánh giá nhìn nhận và chắc chắn cũng sẽ có những ảnh hưởng về chiến lược và chiến thuật trong tương lai. Và Âu thì đó cũng là cái mà nó phát triển theo quy luật. Và chính vì quy luật này, chúng ta lại một bước nữa, lại mạnh hơn, thẳng thắn hơn và sẵn sàng có cách nhìn nó công tâm, khách quan hơn để đưa ra cho chính mình ở một cái vị thế đứng nhất định trong xã hội thế giới nói chung. Vâng, có rất nhiều đang quan tâm đến cái việc mà hôm qua là tổ công tác đặc biệt tham dự cái đám tang của ông Shinzo Abe, và vẫn là cái cảm xúc và đồng thời sau câu chuyện ấy như thế nào. Có lẽ là chị Dung chia sẻ để quý vị khán giả chúng ta cùng đồng hành. Vâng, và trên màn hình thì chúng ta đã có những lúc nhìn thấy là đoàn công tác đặc biệt cũng đã vào ký sổ tang, và chị chia sẻ cảm xúc của mình để mọi người biết hơn. Vâng, mời chị. À vâng, tiếng cho chị Dung là tắt tiếng rồi. Vâng, chị mở tiếng đi ạ. Chưa có tiếng chị Dung à? Alo, cho chị Dung nhờ là chị tắt mất micro rồi chị Dung ơi. Chưa có tiếng. Vâng. Chị vâng, chị Dung điều chỉnh nhé. Chị mở tiếng ở micro đi ạ. À. Vâng.
chưa có tiếng. Vâng, thế thì trong lúc chị Dung đang alo à, vâng được rồi ạ. Vâng. Dạ vâng. Nha. À, Ngọc Dung cũng mến chào Thám Tử Nhân 2, kênh Thám Tử Nhân 2. À, Ngọc Dung cũng mến chào luật sư Bùi Văn Khang. Ngọc Dung mến chào anh Kim. Và cũng xin kính chào bà con cô bác trên 63 tỉnh thành ở Việt Kiều trên toàn cầu, luôn hướng về đất nước Việt Nam, thương yêu đồng bào dân tộc Việt Nam. Chào tất cả các anh chị em đang có mặt trên livestream trực tiếp của chúng tôi. Thì qua cái cảm xúc của Ngọc Dung vừa qua là ngày 11 tháng 7 năm 2022, cũng là đi dự để ký sổ tang của cựu thủ tướng Nhật Bản. Phải nói là Ngọc Dung cũng cảm thấy là vui, mình cũng tròn một trách nhiệm của người dân tộc Việt Nam đối với một người bạn tốt trên toàn cầu. Thì là cái việc đầu tiên là Ngọc Dung cảm thấy rằng đại diện với cái tổ công tác đặc biệt chúng tôi cũng được sự lãnh đạo của đồng chí tổng tư lệnh, chúng tôi cũng là tròn một cái trách nhiệm mà cái người nhân dân Việt Nam đối với một người bè bạn trên toàn cầu, là một người bè bạn tốt. Thì đây là cái điều đầu tiên mà mình cảm thấy là vui. Thì chúng tôi á đi thì cũng vui mừng hơn nữa là trong cái giờ vàng chúng tôi đi thì cũng gặp được những cái đoàn của chủ tịch nước và thủ tướng. Thì riêng về cái tổ công tác đặc biệt chúng tôi thì anh Bùi Văn Khang cũng đã đem lại được những cái hình ảnh tiêu biểu cho cái tổ công tác đặc biệt, cũng được phỏng vấn rất là nhiều nơi. Thành ra là và cái màn hình của anh luật sư Bùi Văn Khang cũng đại diện cái tổ công tác đặc biệt chúng tôi. Đêm qua thì về chưa đến nhà thì bà con cô bác đã điện nói rồi, thấy hình ảnh tổ công tác đặc biệt luật sư Bùi Văn Khang trên cái phỏng vấn mà có thủ tướng với lại chủ tịch nước lên rồi. Đúng rồi, khó đi, đi. Thì sau đó thì trách nhiệm nhân dân chúng tôi cũng tròn với những bè bạn tốt trên năm châu bốn bể đối với là cựu thủ tướng Nhật Bản, rồi đi vấn an sức khỏe Bác Thảo. Thì cũng vui mừng vì Bác Thảo cũng đã khỏe, và chúng tôi cũng chia sẻ từ Bác Thảo và từ tổng tư lệnh chúng tôi cũng nhiều tin tức rất là vui. Cũng nghĩ rằng tới đây tổ công tác đặc biệt cũng như kênh Tiếng Nói Lòng Dân chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến bà con cô bác những cái việc mà chúng ta đã mong đợi nhiều năm qua. Rồi tiếp đến thì chúng tôi cùng với tổng tư lệnh là để đi tham quan những cái điểm được trước đây năm 1961 Bác Hồ đó có ký xác nhận và công nhận là điểm văn hóa lịch sử. Thì điều này, những cái điều trở ngại, những cái điều mà cảm thấy rằng nó đã xuống cấp như thế nào, chúng tôi tiếp tục chia sẻ. Trước hết là một cái vinh dự, chúng tôi là tổ công tác đặc biệt và anh em chúng tôi cũng được ký vào cái sổ tang của cựu thủ tướng của Nhật Bản, là một cái điều cũng xin chia sẻ với bà con cô bác mình. Chúng tôi cũng đại diện quý vị, cũng là có một cái trách nhiệm tròn của người dân Việt Nam đối với bè bạn. Thì qua cái vấn đề đó, còn nói đến những cái việc mà đã làm thì thật ra cái buổi chia sẻ nào nó cũng có giới hạn. Và chúng tôi mà nói, chúng ta mà nói đến cái việc mà chúng ta chờ đợi mấy năm qua và cái nghị định 69 của Trung ương Đảng, và tiếp tới nữa cái cuộc họp của 7 tháng 7 2022, là chúng ta phải nói rằng chia sẻ một hai tuần cũng chưa hết, và từ từ chúng ta sẽ đón nhận được những niềm vui chiến thắng từ cái sự đợi. Thì Dung chỉ nôm na chia sẻ với quý vị, từ bước ngoặt này là chúng ta sẽ nhận từ từ những cái điểm vui mà chúng ta đang chờ đợi. Nhưng cũng không phải là cái niềm vui là chắc chắn chúng ta đón từ từ đến, mà chúng ta chủ quan rất nguy hiểm. Vì những khi rắn mà nó bị đập đầu quá thì có khi chưa có thật xác để mà dậy chết, có thể nó cũng hoặc cắn chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên cũng mong tất cả những anh em mà yêu cái nền tư pháp đất nước Việt Nam và những anh em cựu chiến binh có tiếng nói để đấu tranh cho nền tư pháp nước nhà và đấu tranh với cái bọn giặc nội xâm tố cấp giặc qua nên chúng ta phải hết sức cảnh giác. Sao riêng bản thân Ngọc Dung cũng vậy, mặc dầu là phụ nữ tay yếu chân mềm cũng nghe nhiều lo lắng lo sợ lắm, nhưng mà bao giờ cũng phải luôn đặt cái điều mà cảnh giác trước mắt trước, mặc dầu nó cũng có nhiều sự gò bó lắm, nhiều cái sự ví dụ buồn bã lắm, nhưng mà
phải chịu trong giai đoạn này. Vì Tổng Bí thư cũng đã nói rồi, đánh giặc mà để mất chỉ số là một cái điều chúng ta không mong muốn. Làm sao mà diệt được bọn giặc này mà chúng ta được bảo toàn chỉ số là cái điều thượng sắc. Này, tôi mong tất cả anh em mình và nhân dân trên 63 tỉnh thành luôn nắm tay đoàn kết với chúng tôi và luôn giúp đỡ những anh em cựu chiến binh, những anh em mà yêu nền tư pháp nước nhà của Việt Nam mình, và luôn là cống hiến hy sinh cho quốc gia dân tộc, đoàn kết giúp đỡ và cũng giám sát tiếp chúng tôi có những cái điều gì mà bất lợi cho chúng tôi. Mong quý vị cũng điềm chỉ và báo tin cho chúng tôi biết. Chân thành cảm ơn anh chị em cô bác ở vâng, rất là vâng, rất là cảm ơn sự chia sẻ rất là mộc mạc và chân tình của chị Ngọc Dung, và quý vị khán thính giả cũng đang rất là quan tâm. Và một trong những cái điều quan tâm hơn quý vị khán thính giả từ hôm qua đến nay đó là gì? Chúng ta vì hôm qua bận một chút là có mặt trực tiếp tại Hà Nội đến để ký sổ tang ông Shinzo Abe, đó cũng là tấm lòng của chúng ta, đó cũng là cái nguyện vọng, và đại diện cho tổ công tác đặc biệt thì trong đó có tôi, cho nên là ta không có cái dịp để chia sẻ trực tiếp đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất, bởi vì sóng và rất là nhiều yếu tố. Và khi tối hôm qua về đến nhà thì rõ ràng là những cái hình ảnh liên quan đến cái chuyến công tác, nào là đến nhà bác Thảo giao lưu, rồi đến khu lăng mộ ông Hoàng Cao Khải là cái khu di tích lịch sử mà năm 1961 bác Hồ cũng đã ký cái quyết định là bảo tồn rồi gìn giữ. Rồi là một số những cái địa điểm mà cũng rất là cần thiết, có nhiều các cái thông tin rất là mới và được đặt rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả, đó là gì? Vậy thì cái những thông tin trước đó là mọi người đồn thổi rằng cái việc mà ông Nguyễn Hòa Bình không có mặt tham dự cái hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng và tiêu cực, và ông ấy đã đi hai nước châu Âu, và khi trở về đúng như các anh dự đoán đó là gì? Là nghe nhạc để đoán chương trình, và cái chương trình ông ấy không cần thiết phải có mặt. Không những thế mà là gì? Không những không có mặt mà những việc ông ấy không cần làm thì người khác thay thế đã tốt hơn rất nhiều. Và cái quy định 69 ra đời gần như là phục vụ không những là những cái tham nhũng tiêu cực trước đây, mà còn bổ sung một cách rất kịp thời những cái diễn biến ở tình hình mới của Ban Bí thư, của Bộ Chính trị đã bám sát hơn, đó là gì? Đưa vào những cái điểm mới rằng là chỉ cần là tham nhũng tiêu cực ở đất đai, chỉ cần là thay đổi họ tên hoặc là gian lận tên tuổi cũng là những cái điều cần phải đưa ra để xử lý ở cái nghị định 6 cái quy định 69 này. Vậy thì theo như thông tin đó thì cũng được chia sẻ rất là nhiều từ đồng chí tư lệnh của chúng ta và một số các đồng chí khác, thì có lẽ lần này ông Nguyễn Hòa Bình không thể là đứng vững để mà giải trình tại sao ở trong cái sổ đỏ, vâng, hai cuốn sổ đỏ mà cho ông Nam ký ở Hoàng Mai, một sổ đều ghi là sinh năm 1953, nhưng ông ta lại khai ở trong cái lý lịch để như thế là ứng cử và tham gia các cái hoạt động chính trị là sinh năm 1958. Thì có nhiều quý vị khán giả cho rằng cái này ông khai kiểu gì thì ông cũng đã sai, năm 3 thì ông cũng sai về cái chuyện đó là trước đây không biết là do ông Tiêu Cực hay là con nhà ông đi làm hộ hay là ông Trần Ngọc Nam là nhỡ tay ký. Vâng, và cái này nhân dân rất là đang lăn tăn, và không biết qua cái thông tin này anh luật sư Bùi Văn Khang, anh có những dự đoán như thế nào trong những ngày vừa rồi và dự đoán trong những ngày sắp tới để mọi người chúng ta cùng chia sẻ? Vâng, mọi người đang rất là mong muốn ạ. Vâng, mời anh. Tôi vào cái chủ đề luôn, tức là trước đây ấy, thì tôi cũng là cái dân tham mưu, tôi cũng nói thật đấy, là dân tham mưu của trung đoàn xăng dầu, cho nên là nó con đường bơm xăng rồi là trèo đèo vượt núi lúc khổ lắm, cho nên là cũng có kinh nghiệm là trèo đèo lội suối, và cũng có thể là phán đoán được cái tình huống có thể là mây mưa gió bão để mà mình còn tránh, không có gì ở suối Trường Sơn một chỉ cần 5 phút thôi là nó cuốn trôi hết ngay đấy. Thế thì đấy là cái tâm sự của riêng tôi. Cái thứ hai là chính vì cái tham mưu cũng như anh như 3307 chẳng hạn, anh cũng là dân tham mưu, anh cũng có những cái chuyện
là đi rừng đi núi, thế rồi là cũng vấp suối vấp đèo, cho nên cũng cũng có cái tham mưu. Thế thì cái đơn tham mưu ấy, thì tôi nói như thế này, tôi tổng kết lại là một là tôi nói là ban trọng phải có 7 cái cửa mở, thì đúng là bây giờ đã là 7 cái cửa mở rồi. Cái cửa mở thứ nhất thì tôi nhắc lại là tôi đoán rằng là phải là bác có thể trước hết là phải gom cửa quyền lực lại. Cái thứ hai, cái cửa mở thứ hai là phải tuyên bố rằng là ở đây là không có vùng cấm. Hai này, cái thứ ba nữa là bác ấy nói là bây giờ là phải có văn hóa từ trước này. Cái thứ tư là bác ấy nói là đảng phải làm trước, xong rồi đến chính quyền. Thì chị Dung xem lại xem là có cái máy của chị không, không cần phải theo dõi người đâu. Thế rồi nữa là cái điểm thứ tư như tôi nói đấy, đó là cái chuyện là câu chuyện là đảng làm trước, rồi đến chính quyền, xong rồi đến các cơ quan làm án, thì áp dụng đúng như là cái trường hợp của chủ tịch thành phố Hà Nội cách đây một tháng đấy, là ngày 6 tháng 6 đấy, cùng với anh bộ trưởng Bộ Y tế đấy, là ngày mùng 6 tháng 6 ấy. Thế nhưng mà hôm có tôi này sau đấy thì để phải đến là bác bảo là thì ta luật của ta thì bây giờ nếu còn hỏng chỗ nào thì đảng và nhân dân thì cùng nhau là sửa lại. Thế thì kỳ đúng là quốc hội đang phải là nhìn lại những cái luật đất đai rồi các cái luật khác vân vân đấy. Chúng tôi là đoán như thế là nó đúng, hoặc là chúng tôi cũng nói mò. Thế tôi bảo bây giờ đã ước mơ là 63 tỉnh thành đều có tổ công tác đặc biệt, y kỳ là nghị quyết 05 của đảng là cũng là yêu cầu là các tỉnh 63 tỉnh thành đều phải có cái ban chống tham nhũng từ các tỉnh. Thế tôi thấy là cái tham mưu bọn tôi thì không biết là nó đoán mò vậy thôi. Thế thì bác trọng thì đối với đảng là bác cái tuyên bố như thế. Thế rồi nữa là cái con đường đi vào để xem xét lại nhân sự, rồi là xem xét cái vụ án bưu cục cầu voi, thì đấy bước thứ nhất là Đinh Vũ Thường là làm đơn tố cáo. Thế thì bắt đầu là đại biểu quốc hội là yêu cầu là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao vào cuộc, trừ bước 7 vào làm. Thế sau đó nữa là cái đơn của chị Dung với lại anh Sơn với hơn 11.000 chữ ký, thì ngày 25 tháng 5 năm 2021 thì đã được đồng chí phó ban dân nguyện quốc hội là đồng chí Lưu là đã tiếp nhận và thông báo cho biết là đã đưa chuyển đến tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rồi. Đấy là một những cái bước đi không thể chối cãi. Và đến vừa rồi là chị Dung này, tôi này, anh Tư này đều ký vào cái kiến nghị đề nghị bãi nhiệm tất cả các chức vụ của anh Nguyễn Hòa Bình ở trong đảng cũng như là quốc hội trên nhà nước. Thì cũng được ngày 19 tháng 5 năm 2022 này thì chúng tôi lại nhận được là cái thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp nhận và đồng thời đã giao cho Ủy ban Tư pháp Quốc hội đang là xem xét lại cái vụ việc vụ án này với lại cái đề nghị của nhân dân đối với cá nhân anh Nguyễn Hòa Bình. Đấy là những cái cửa là mở ra rất là bài bản. Thế rồi nữa đảng thì cũng thế, đảng thì thực hiện đúng như là cái ý kiến của bác tổng bí thư đã nói đã làm, rồi là bây giờ là tiếp tục nữa là cũng như là tôi đã nói rồi đấy. Để đến cái cửa thứ nhất, thứ hai, thì thứ ba là chị bác Phan Thị Mai à, đúng không này? Vâng, bà Mai, Mai à, vâng, bà Trương Thị Mai. Trương Thị Mai thì lại cũng là đi cái bước thứ ba, thì coi như là có gì mà bước thứ một thì bây giờ là về cơ quan pháp luật thì vụ 7 đang làm. Thế là vì nhân dân thì đã đang là được tiếp thu để mà tiếp tục làm. Thế là bây giờ về cái có người thì bảo vậy thì sao lại không nói đến cái vụ bưu cục cầu voi. Tôi nói là
không, không phải, không là vẫn có cơ quan làm gì thì thôi, chứ còn bác Mai bác vào đấy là vì cái nhân sự, bác làm cái việc còn to lớn hơn, đấy là bác cái trưởng ban nhân sự của đảng, về vào nhìn từng ông một, ông tranh ông bí thư thế nào, ông chủ tịch thế nào, rồi là cái tổ chức đảng thế nào, ABCD về quyết cái ghê lắm chứ. Thế rồi là cái nữa là hôm qua tôi lại nghe thấy một cái bác nào đấy mà rất là chú ý, bác bảo thế rồi hôm nay, hôm qua anh nói là ngày mùng 6 tháng 6 thì đã là xảy ra một cái sự việc là bao đồng rồi, bây giờ đến mùng 6 tháng 7 thì lại là xảy ra cái việc cũng là động trời, đó là ban bí thư là ra cái quyết định số 19. Đấy, thì cũng là rất là trùng, nhưng họ lại bảo thế này nữa, chúng tôi không để ý đến đâu, hôm nay tôi với đấy là tiếng lòng dân mà. Và anh ơi, ngày mùng 6 tháng 7 là ngày sinh của thằng Hồ Duy Hải ấy nhỉ? Chết. Nó lại còn trùng như thế đó, cho nên là làm sao đúng cái ngày sinh của nó là Hồ Duy Hải đấy, thì lại là cái nghị quyết để nói với các ông rằng đấy, các ông chỉ cần phạm như thế thôi thì đã cho ông ra khỏi đảng rồi đấy, chứ không phải là cứ ông phải hết cái việc này việc còn nhiều việc thì phải để đấy, ví dụ như là liên quan đến đất của FMC, ví dụ như liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải người ta còn đang làm, thì cái đúng ngày sinh của thằng Hồ Duy Hải dân nói như vậy thì tôi mới biết là tôi chết rồi, mà mùng 6 tháng 7 là ngày sinh của Hồ Duy Hải thì lại có một cái cửa mở, một cái quyết định rất là sáng suốt, và nhân dân là cả nước là rất là vui mừng. Vâng, rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh luật sư Bùi Văn Khang, rất vui, nhưng có lẽ đó cũng rất là đúng. Và trong lúc giao lưu thì có một vài quý vị khán thính giả cũng đang rất là muốn hỏi bảo thế thì có phải là không ngẫu nhiên cho nên là cái việc mà ông Nguyễn Hòa Bình nhẽ ra là phải ngồi ở cái ghế cực kỳ cao, như chúng ta đã chia sẻ là trên vạn người, dưới có một người ở cái hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, như đùng một cái ông không được ngồi rồi. Và sau khi đi công tác trở về thì cũng không thấy ông xuất hiện ở bất cứ tờ báo nào và ở thông tin nào. Thế người ta bảo thế này, có lẽ là đúng đấy, bởi vì đây không phải là sự ngẫu nhiên mà rút củi đáy nồi của bác Tổng Bí Thư, đầu tiên là rút khỏi ông cái ghế không được ngồi, sau đó nữa là gì, không cần ông xuất hiện ở những nơi quan trọng nữa, bởi vì cái giá trị mà tiếng nói của ông đã mất trong lòng của dân chúng, và tốt nhất anh nghĩ là phù hợp. Thì có người lại cho rằng bảo không, ông đang có thể là cầm hai cuốn sổ đỏ mà ông Trần Ngọc Nam đã ký ấy, ở quận Hoàng Mai ấy, đang đi hợp thức hóa như bao người hợp thức hóa. Vậy liệu cái cơ hội hợp thức hóa lúc này có còn cửa mở nữa hay không? Anh luật sư Bùi Văn Khang có thể cho quý vị khán giả chúng ta biết ạ. Hay là cửa tịt ạ? Vâng, anh có thể chia sẻ. Vâng. Thì tôi nói như thế này này. Nếu ai đã xem cái phim Hồ Đại, cái gì nhé? Cái bộ phim ấy là bộ phim gì nhỉ chị nhỉ? Họ Đại Nam. Cái gì? Hòa Đại Nam. Hòa Đại Nhân, vâng. Đại tướng Lưu Khu đấy ạ, vâng. Thì bây giờ hôm trước tôi đã nói là bây giờ Việt Nam cũng có một ông Hòa Đại Nhân. Thì nói như anh mà chỉ trên vạn người nhưng mà chỉ dưới một người. Đúng là cái Hòa Đại Nhân của Việt Nam xuất hiện rồi. Thế mà nếu ai mà xem đến đoạn cuối, đoạn đầu của Hồ là Hòa, thì là ông này ông nghĩ là dưới có một người cho nên ông đi lại nghênh ngang lắm, muốn bảo nào chết thì chết, mà tài sản thì kích vân chủ nhá, tôi xin lỗi các bác như vậy. Nhưng đến khi mà chúng ta xem đến đoạn cuối thì thấy ông ấy cứ lần mắt căng dã, lần đi theo cái song sắt của nhà tù, thì mới thấy rằng đấy là một cái phản ảnh của phim ảnh thôi, nhưng mà nó là rất cuộc đời của bạn ạ. Thế thì rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh Bùi Văn Khang ở chỗ này, và cũng đang muốn quý vị khán giả đã hỏi câu hỏi này, muốn cái góc nhìn của
một người làm công tác khoa học, một người làm công tác lịch sử và một người rất là nhiều năm ở trên giảng đường đại học. Không biết anh đánh giá và nhìn nhận thế nào với góc nhìn của mình khi nói rằng đúng là ông Nguyễn Hòa Bình trong cái tuần vừa rồi không những là không được ngồi cái ghế danh dự mà phải đi công tác, rồi đi công tác về tự nhiên lại chìm nghỉm, không có báo chí nào đưa tin, rồi đùng một cái lại nhận được cái thông tin ở cái quy định 67 là những điều không được làm, mà ở đây là ban bí thư ra để kịp thời với những cái diễn biến tình hình thực tế của cán bộ tham nhũng vật tiêu cực, và tự nhiên không thấy ông ta xuất hiện nữa, và những cái thông tin liên quan đến cái việc khai man tuổi ở cái hồ sơ cấp sổ đỏ, vâng, và mọi người đồn thổi như thế, thì anh đánh giá và nhìn nhận thế nào về góc độ xã hội? Vâng, anh có thể chia sẻ được không ạ? Vâng, chính chính lại là quy định 69 của Trung ương Đảng nha. Vâng, thám tử nói lộn. Vâng. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà Nguyễn Hòa Bình mà đi Đức, đi Pháp rồi là tôi không thấy đăng tin khi ông trở về, cũng không có hoa đón tiếp tại sân bay. Dạ vâng, nhưng mà trước đó là đi là trống rong cờ mờ phải không anh? Nhưng mà thực ra mà nói đấy, thì tôi nghĩ rằng là những cái động thái của ban bí thư, động thái của Bộ Chính trị trong cái vấn đề mà Nguyễn Hòa Bình này đấy, tôi nghĩ rằng là đây là cách chữa cháy thôi, chữa cháy cái điều 4 hiến pháp ấy. Thế sao tôi vấn đề là ông Nguyễn Hòa Bình hiện nay đấy, sở dĩ vì sao cái đơn hai lần đòi phế truất Nguyễn Hòa Bình khỏi cái ghế chánh án tòa án nhân dân tối cao, khỏi cái ghế đại biểu quốc hội, thế nhưng mà ông ta vẫn là tiếp tục vào Bộ Chính trị, tiếp tục lên diễn đàn ở cái hội nghị cải cách tư pháp, rồi là đi khắp nơi cùng các nguyên thủ quốc gia, rồi là nhất là cái hội nghị của Bộ Công an vừa rồi đấy, thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái động thái của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như là cá nhân ông Nguyễn Hòa Bình này, là nó vẫn đang nằm trong cái sự rối rắm về cái điều 4 hiến pháp, nói thẳng là như vậy. Đảng viên phạm tội mà lại bất khả xâm phạm thì đó là cái chuyện vô lý, phải không ạ? Bằng chứng đã rõ ràng rành và cả thế giới biết rồi. Mà tôi nghĩ rằng là cái chuyến đi Pháp, đi Đức hay là Hungary của ông Nguyễn Hòa Bình vừa qua đấy, tôi nghĩ là có lẽ là do cái những nước này đấy yêu cầu ông điều trần về cái vụ án phán oan Hồ Duy Hải về vấn đề nhân quyền quốc tế về quyền con người. Thì rõ ràng là nó liên quan đến cái chính trị, đến cái văn minh chính trị, văn minh pháp luật của Việt Nam chúng ta đấy. Đã hơn 70 năm rồi hình thành nhưng mà lại chưa nghiêm minh, và đặc biệt là vi phạm công ước quốc tế, vi phạm nghiêm trọng nhất là về quyền con người, về tự do dân chủ. Cho nên nhân cái ngày mà mất của ngài Shinzo Abe đấy, tôi đã nhấn mạnh là chúng ta phải đổi mới hiến pháp, đổi mới quan hệ chính trị ngoại giao, và cụ thể là liên minh thẳng với Mỹ, với Nhật để bảo vệ Biển Đông, để ngăn chặn cái sự bành trướng của Bắc Kinh.
Còn nội bộ chúng ta đấy, ban nội chính trung ương đã vào cuộc, bà Trương Thị Mai, trưởng ban tổ chức, cùng với là phó ban nội chính trung ương đã vào Long An, để nghe đâu là cũng đã triệu tập cho đi tàu suốt một số cá nhân trong cái giới công quyền và cái tập đoàn tội ác ở Bố Cục Cô Voi, Long An, và có lẽ là cũng điều tra thêm về cái chết của 12, 13 mạng người để biết đầu mối. Nói thẳng ra như vậy. Thế nhưng mà cái xử sự ngấm ngầm như vậy là không được rồi. Bởi vì đấy, chúng ta phải minh bạch trong vấn đề xử lý hình sự. Pháp luật là phải như vậy. Chứ không có chuyện xử lý nội bộ rồi là thỏa thuận nó kia. Những cái thỏa thuận là rất là khó tránh khỏi. Tôi nói thẳng như vậy. Và sự thỏa thuận này là tứ trụ cũng đã dính chàm, đã nhúng chàm, cho nên không để thẳng tay với Nguyễn Hòa Bình được. Ngoài ra nó còn liên quan đến các vụ án khác, những cái vụ đại án cộng cán có thể sẽ hồi tố trong nay mai. Chúng ta biết rằng là cái công cuộc chống tham nhũng mà nhiều người đã nói là thực chất nó là cái ta đánh ta, và thực chất nó là đấu đá phè nhóm, tiêu diệt lẫn nhau. Bởi vì cơ chế này là không tham nhũng không tồn tại, không tham nhũng không cơ cấu. Và chính Tổng Bí Thư đã từng nói là ở đây là chỉ có bầu, chỉ có bán mà không có bầu. Nói thẳng như vậy. Cho nên tôi nói thẳng với anh Alibaba đấy, quan niệm của anh về công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện nay này. Thì mối chốt vấn đề là vấn đề nhân sự, anh ạ. Anh Khang chị Nhàn. Vâng, vâng. Anh Tấn nó phát khùng lên và văng tục lắm. Vấn đề nhân sự nó diễn ra nhiều năm nay rồi, nhiều đại hội rồi, nhiều nhiệm kỳ rồi. Và hình thành phe nhóm ngày càng quyết liệt. Mà nói thẳng là bây giờ là Cộng sản miền Bắc lý luận, miền Trung đa mưu túc kế, và miền Nam thì giàu tiềm lực kinh tế và rất là quyết liệt trong việc tranh giành ngôi thứ Tổng Bí Thư. Anh Thanh ơi, cái vâng. Tiếng sao ở đâu nó sệt sệt thế anh? Em kiểm tra xem tiếng sệt sệt quá. Vâng, chú chị Dung có đánh bàn phím không? Tiếng sệt sệt. Không, không. Đâu có đánh. Cái này nó có chương trình mà nó kẹt cái chẳng có thân này. À thế ạ, vâng. Sệt. Vâng. Nó có cái tiếng móng echo rồi đấy. Nó có cái một cái chương trình nào nó còn kẹt ở trong cái vấn đề cái tòa đàm của chúng ta. Vâng, vâng. Thế thì có thể là không có nó chặt chẽ thì là dân khó nghe lắm. Nhân cái sự ra đi của vâng có thể là của ngài Shinzo Abe đấy, thì tôi nhấn mạnh thêm đấy, đó là cái người kế nhiệm, thủ tướng kế nhiệm là Fumio Kishida đấy, đã cho biết rằng là ông sẽ tiếp nối cái sự nghiệp của ông Abe trong việc sửa đổi hiến pháp và giải quyết các vấn đề về chính sách. Mà ông Abe đã dày công xây dựng. Thì cái đảng LDP, đảng dân chủ tự do cầm quyền hiện nay đấy, đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử thượng nghị viện hôm Chủ nhật vừa qua. Và ông Kishida đấy, quyết tâm là thực hiện cái mong muốn của cố thủ tướng trong việc sửa đổi hiến pháp, là giải quyết những vấn đề như là mật vụ Bắc Hàn, bắt cóc công dân Nhật Bản. Và ông tái khẳng định
cái chủ trương tăng cường cái khả năng quốc phòng của Nhật Bản trong vòng 5 năm tới sau khi mà Nga xâm lược Ukraine. Thì cái sửa đổi hiến pháp thì ông Kishida đã trích dẫn và nêu bật 4 vấn đề thay đổi, bao gồm các quy định về sự tồn tại của lực lượng phòng vệ trong điều 9 của hiến pháp Nhật Bản. Và chúng ta biết rằng là chúng ta phải tỉnh táo trong quan hệ Mỹ Trung, quan hệ là 4 tốt 16 chiếc vàng hiện nay đối với Trung Quốc. Quay trở lại hiến pháp năm 92 với quan điểm Trung Quốc là kẻ thù không đội trời chung, kẻ thù trước mắt và lâu dài của dân tộc. Hiến pháp là chúng ta phải nêu vấn đề về độc lập chủ quyền dân tộc, về chính trị ngoại giao, làm sao cho nó phù hợp để tránh xảy ra tình trạng như là ở Myanmar, Sri Lanka vừa qua. Chúng ta là phải tự cứu lấy mình thôi, nhưng mà cứu lấy mình ấy, bảo vệ được chủ quyền độc lập dân tộc thì nhất định là phải liên minh với Nhật, liên minh với Mỹ một cách toàn diện, chứ không thể là đu dây mãi được. Nói nhiều đó cũng quanh quẩn vấn đề như vậy thôi. Dạ vâng, rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh giảng viên Hoàng Anh Khiêm, và có lẽ là thời lượng của chương trình cũng tương đối dài và xoay quanh cái chủ đề nhân cái chết của ông Shinzo Abe đã để lại cho chúng ta rất là nhiều điều cần phải đánh giá, cần phải nhìn nhận và cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn về vấn đề hòa bình cho riêng mình, hòa bình Đông Nam Á, hòa bình châu Á và hòa bình thế giới. Và có lẽ là để dừng lại buổi chương trình nào hôm nay, còn rất là nhiều điều, rất là nhiều vấn đề cần giao lưu cùng quý vị khán giả, nhưng có lẽ cuộc vui nào rồi là buổi đàm luận nào cũng phải kết thúc ở một cái chương trình, ở một cái thời lượng nhất định. Có lẽ là để kết thúc chương trình, xin mời anh luật sư Bùi Văn Khang chia sẻ và cho một cái câu kết để chúng ta dừng lại buổi đàm đạo hôm nay về cái chủ đề mà mọi người vẫn đang quan tâm. Vâng, mời anh ạ. Vâng, tôi thì tôi nghĩ rằng ở cái kênh này là cái kênh mà nói có sách mách tôi chính. Còn những cái gì mà nó ngoài tầm của mình ấy, thì có gì là mới là phỏng đoán. Cho nên là mình cứ về bám lấy cái ý của mình này, nói có sạch mạch của chúng. Thế cho nên là tôi lại nhắc mấy câu thôi. Hôm qua chúng ta đã đến chỗ mộ Hoàng Cao Khải và con đường mắt thấy tai nghe đấy rồi, thì tôi nghĩ rằng là buổi hôm nay thì nó chưa có gì giờ, thì các thằng buổi chiều thì anh nên có cái chủ đề về cái việc mà chỗ cái mộ của Hoàng Cao Khải. Vâng, rất là cảm ơn anh ạ. Và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin, có những cái tài liệu và có những cái chia sẻ, bởi không gì bằng mắt thấy tai nghe. Hôm qua nhân cái chuyến đến ký sổ tang ông Shinzo Abe, cựu thủ tướng Nhật Bản, còn đến là thăm sức khỏe của bác Thảo, rồi chúng ta cũng là tổ công tác đặc biệt đến chứng kiến tận nơi về những cái thông tin liên quan đến ông Hoàng Cao Khải, một trong những khu di tích lịch sử đẹp, cũng không hề thua kém một khu di tích lịch sử nào ở cái thập kỷ 60 mà đã được Bác Hồ của chúng ta ký cái quyết định là bảo tồn, gìn giữ và đưa vào bảo quản một cách nghiêm túc. Ấy thế nhưng Thăng Trầm mới nửa thế kỷ, nhưng giữa cái buổi ban đầu là một khu di tích lịch sử văn hóa có tầm cỡ của quốc gia, và đến hôm nay nếu như không phải người Hà Nội, không phải ai khác mà chúng ta bất kể là ai đến thăm đi tìm thì cũng vô cùng khó khăn, bởi vì không thấy nó đâu, vì nó nằm lút ở trong một cái khu dân cư cực kỳ đông đúc và sầm uất. Nhưng khi chúng ta trực tiếp vào cái nơi ấy để chứng kiến thì mới thấy không những là sự sập xệ, không những là xuống cấp,
mà còn xuống cấp một cách nghiêm trọng đến mức là khu phế tích, khu hoang phế, chứ đừng nói là cái khu di tích lịch sử văn hóa mà Bác Hồ của chúng ta đã từng ký cái quy định bảo vệ, bảo đảm an toàn. Vâng, đó là những gì chúng ta có thể hiểu và để biết được thì có lẽ là tôi cùng với anh Khang, cùng với Dĩ Dung và mọi người sẽ còn chia sẻ rất là nhiều những thông tin liên quan. Và có lẽ là thời lượng không còn, và thay lời muốn nói để kết thúc chương trình, xin mời chị Ngọc Dung chỉ cho một cái kết ngắn và chúng ta chào đến tất cả quý vị khán giả và hẹn quý vị khán giả ở nhiều chương trình sau. Vâng, xin mời chị. Vâng, Ngọc Dung cũng cảm ơn hết tất cả anh em trong buổi tọa đàm này, và cũng chân thành cảm ơn quý anh chị em đang có mặt trên live stream trực tiếp với chúng tôi. Thì thưa thật là cũng cảm ơn anh Kim rất nhiều, cũng đưa cho chúng tôi những cái sự suy nghĩ về vấn đề cái quan điểm đấu tranh, như anh đã vạch ra, những cái đồng chí đồng đội chúng tôi cũng có những cái bức xúc qua cái thời gian về vụ án bưu cục Cò Voi, nhưng mà qua cái ý kiến góp ý của anh Kim thì Ngọc Dung cũng xin nhắn hết tất cả những anh em cựu chiến binh yêu nền tư pháp đất nước Việt Nam, yêu tổ quốc mình chữ ích của chúng ta và yêu dân tộc Việt Nam chúng ta, phải luôn nhớ rằng đất nước Việt Nam chúng ta thể chế là đảng lãnh đạo tuyệt đối, và cái điều mà chúng ta đấu tranh như thế nào trên cái tinh thần thượng tôn pháp luật và có văn hóa văn minh. Cho nên là Ngọc Dung thì với cái quan điểm, Ngọc Dung thì cũng như anh em thôi, cũng xuất phát từ vấn đề mà tấm lòng là cống hiến cho quốc gia, cho dân tộc, cũng vì cái nền tư pháp của đất nước Việt Nam mình muốn cho minh định, và bởi những cái bọn sâu mọt giặc nội xanh đang là có kết giặc qua nam, nó làm rối ren cho nguy nan cho tổ quốc chúng ta và đem sự khó khổ cho dân tộc chúng ta. Thì Ngọc Dung cũng vào cuộc như tất cả các anh chị, nhưng chúng ta phải như thế nào là nó có văn hóa văn minh, và nó là trên tinh thần luôn đem quyền lợi quốc gia, quyền lợi dân tộc là thượng tôn, và là luôn như thế nào đó để cho nó có một cái hình ảnh đẹp trong mắt toàn dân, toàn quân, toàn đảng của chúng ta là một cựu chiến binh, một người dân tộc Việt Nam luôn hướng về quyền lợi đất nước Việt Nam, tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam thượng tôn pháp luật văn minh lịch sử văn hóa. Thì tôi mong rằng các anh em cũng phải thật sự suy nghĩ, và cái gì cũng vậy đó, sự bức xúc nào thì cũng có đồng ý là có giới hạn, nhưng chúng ta luôn phải cũng có cái đè nén và chờ đợi. Chúng ta thấy rằng hoàn toàn ban chuyên án đặc biệt quốc ta gia và lãnh đạo chủ trụ không phải là không im hơi lặng tiếng như chúng ta lầm tưởng, mà một sự vào cuộc rất mạnh mẽ và xúc tích chắc chắn. Một cái việc mà phải nói rằng một cái vụ án mà cực kỳ mà không thể có trong đất nước Việt Nam chúng ta mà đã có, và một cái sự xử lý một chiến là lượt tuyệt vời hoàn hảo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nó đã đem đến thành công cho nhân dân chúng ta và đang đi vào một cái gì từng chi tiết, từng cụ thể một, từng việc một về vấn đề mà sự cuộc đấu tranh chúng ta đã đi đến mức thành công. Hôm nay thì thời lượng cũng có hạn, tất cả anh em chúng tôi cũng tạm dừng ở đây và hẹn với bà con cô bác chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ vào những clip sau để mổ xẻ tất cả những cái tình tiết cần thiết của quốc gia, của dân tộc chúng ta, cho bà con cô bác mình tâm tường và chia sẻ cũng đồng hành với chúng tôi. Cũng chúc anh Kim, anh Khang và Thám Tử cùng bà con cô bác trên cái mặt tay Kim này một ngày thật là vui tươi hạnh phúc tràn đầy sức sống của một ngày mới. Xin tạm biệt. Rất là cảm ơn chị Ngọc Dung ạ. Vâng, và có lẽ là thay lời muốn nói, chị cũng đã gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, và em cũng thay lời muốn nói kiếp chương trình gửi lời chào chúc sức khỏe một ngày mới an lành đến anh luật sư Bùi Văn Khang, đến anh giảng viên Đại học Đồng Nai anh Hoàng Anh Khiêm và đến chị Ngọc Dung. Vâng, và xin chào quý vị khán giả, chào tất cả, và ta hẹn lại ở nhiều chương trình sau. Vâng, xin chào mọi người ạ. Vâng.